ta sẽ đi dạo quanh một vòng thành phố và chụp ảnh kiểu như là gọi là đi tham quan, gọi là vua hồi xưa phải đi thị sát thị trường, à nhầm, gọi bằng dân thiên hạ xem như thế nào, đúng không? Hả, đi. Anh coi. Ngại quá. Ngại thì. Trời ơi, mấy chị xinh quá à. Rất tiếc em không có tóc để làm gì. Hồi đó em có tóc chứ bộ, mà tại giờ nó hết rồi thôi. À thế à. Kìa, đi thấy đúng nhiều luôn á, thấy đúng nhiều người mà kimono đi đi vòng vòng luôn á. Ôi. Thường thì anh nghĩ là khách du lịch sẽ thích mặc, nhưng mà đúng có rồi. Cả người trong nước người ta cũng mặc luôn. Trời ơi, xịn quá kìa. Hai anh em mình cũng xịn. Thị sát từ nãy đến giờ thì chúng ta cũng khá mỏi chân rồi, em có thấy mỏi chân không? Dạ có. Thế bây giờ em có muốn bỏng mắt nữa không? Bây giờ anh sẽ dành cho em một phần quà là chúng ta sẽ lên một cái chiếc xe rất là đặc biệt. Không phải là xe ngựa hay là xe ô tô gì cả, chúng ta sẽ đi xe kéo. Ghê. Ừ, nãy giờ em đi mỏi chân thiệt, thôi đi. Ok, đừng có sốc nha. Đứng chơi nào. Đứng xong rồi. Đây chính là chiếc xe kéo. À. Khi đến Tokyo, du khách có thể chọn cho mình một chiếc xe kéo và một thanh niên khỏe mạnh để được kéo xe đi dạo quanh thành phố. Những thanh niên mặc quần và áo bó sát rất dễ dàng nhận ra. Xe kéo tay là nét đẹp rất khác biệt của du lịch Nhật Bản và luôn được du khách ưu tiên lựa chọn làm phương tiện độc đáo và truyền thống khi dạo quanh thành phố. Okay. In Japan, riding rickshaw is gentleman part. Okay. Okay. Hey. One, two, three. Okay. Thanks. Thank you. Thank you. Yeah. Hi. Oh. Yeah. Okay. Vì biết được là mình sẽ đi cái xe này, cho nên Việt Thi đã xong một cái gọi sao là cái cây tự sức. Tại vì anh mới vừa nói là anh tặng em. À thế à? Cho nên em đã chạy nhanh đi. Đi mua một cái gậy. Cũng phải màu hồng luôn. Cái gậy từ sớm để chúng ta có thể review lại nguyên hành trình đi chiếc xe này. Nhưng mà thật sự á, em cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là cái chiếc xe này không phải là bất kỳ thứ gì khác mà là do chính anh. Chính anh là anh được kéo. Phải sức dữ lắm mới kéo được. Đúng rồi. Người ta mà nghĩ sao người mà kéo nguyên một anh chàng như vậy. À sexy quá. Chết rồi. Sao hôm nay em xinh nhở? Xin chào Ash. Thôi đi. Vậy bây giờ tụi mình lên đường nha. Bye. Bye. Hẹn gặp lại. よろしくお願いします. ゆっくり 持ち上げます. 3, 2, 1. Oh. Hi. Okay, let's go. Wow. Ôi, anh thật sự là rất mạnh đấy. Người ta có mệt không ta? Mệt chứ. Kamatekudasai. Kamatekudasai. Hai, kamatemasu. Yeah. Vậy tại tụi mình đã đang lên đường rồi đây. Ôi, thật sự là anh rất mạnh ấy. Anh có thể kéo được một người phụ nữ và một người một người con gái và một người con trai. Hai. Wow. Ôi. Thật sự là rất mạnh à. Kiểu như là người ta phải vừa kéo vừa chạy á. Đúng rồi. Anh camera cứ tôi.
Hi. Oh. Wow. Ôi, phía trước là một ngôi đền. Đẹp quá vậy. Ồ, oh, wow. Chúng ta cũng dừng đèn đỏ như bao người khác. Thế. Ơ, cái đèn này đẹp quá anh. Ờ. Anh thấy sao? Fresh chứ? Anh thấy khá là thú vị. Yeah. Ê, nhưng kiểu, mà... thật ra là kiểu như là mình thấy thú vị nhưng mà kiểu có một chút ánh hại với cái người kéo ấy nhỉ. Wow, wow, wow. Trời, cái đèn này đẹp quá. Ở đây rất là nhiều người mặc kimono hoặc là yukita đi trên đường như nãy giờ. Nhìn lại thấy hơi nhiều luôn. Yukita. Cũng có người đi xe kéo như mình nè. Ờ, nhưng mà người ta không mặc đồ như mình. Hey. Wow. Sao đi được nửa vòng mà anh thấy sao? Anh thấy... Nhưng mà thật sự là thích lắm ấy. Đây là lần đầu tiên có cảm giác như luôn. Hồi đó em có đi cực mà xe ngựa ấy. Đó, clap, 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 clap. Con này rất êm luôn đấy. Anh chạy số 1. Anh rất là giỏi. Anh nghĩ là nếu mà là người dân Nhật Bản thì anh ấy sẽ trò chuyện ấy, kiểu như là vừa kéo xe vừa nói chuyện. Nói chuyện đúng rồi. Nãy giờ anh ấy cũng định bắt chuyện tụi mình rồi, tại tôi thấy tụi mình đang nói chuyện nhiều quá. Anh cứ nghĩ là mình đi như này nắng ấy, nó sẽ rất là nóng nhưng mà thật ra là rất mát nhỉ. Mát, mát dễ man. Tại sức kéo của anh á, em cảm ơn arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. Hey, let's go. Let's go. Go. Wow. Tóc bay nghĩa là gió rất nhiều. Ôi. Đi tàu lượn siêu tốc. Mát quá à. Yeah, yeah, that'd be really good. Yeah. Hey. Yeah, arigato gozaimasu. You're so strong. Yeah. You're a strong man. Oh my god. Anh bên cạnh cũng không. Yeah, yeah. He's strong too. He's the best camera. He's the best cameraman. Yeah. Woo. Yay! Ôi, ở đây vắng nhờ, ở đây vắng thiệt. Cái này mới là relax nè, bởi vì cái đường này khá là vắng. Cho nên không có đông đúc, nhưng mà ở đây cũng xịn, xinh nè. Oh. Wow. Chúng ta đang đi dưới chân cầu. Giờ anh kéo xe, anh có một cái làn da rám nắng vô cùng là khỏe mạnh. Picture. Yeah. Yes. Oh, yes. Okay. Thanks. À, là chúng ta sẽ xuống đây và chụp hình. Chụp hình. Thank you. Okay. 1, 2, 3. Hey. 1, 2, 3. Okay. Hey. Arigato gozaimashita. Yeah. Arigato gozaimashita. The name of this. Sky 3. This is the highest tower in Japan. Ah, okay. Đây là cái tháp mà gọi là cao nhất ở Nhật Bản và là cao thứ hai thế giới. Nếu như mà mình đứng ở trên đó là mình có thể thấy được cả núi Phú Sĩ luôn. Có một điều rất là đặc biệt mà từ nãy đến giờ bọn mình phát hiện ra, đó chính là mặc dù là anh ấy chạy bộ để kéo cái xe này bằng sức người nhưng mà lại đi với cái kiểu km của xe ấy, kiểu như là nếu mà xe dừng đèn đỏ là anh ấy sẽ dừng đèn đỏ và kiểu đi ngang với xe luôn ấy, đi dưới đường ngang với xe luôn. Thật sự thích luôn. Đáng yêu cực. À. Ok. Đây là một ngôi đền. Chúng ta sắp về đến nơi rồi. Thật là vui. Ôi. Namaste kudasai. Kamarimasu. Hai kamarimasu. Arigato gozaimasu. Hi. How do you say thank you, arigato in your country? Cảm ơn. Hi, cảm ơn. Hi, arigato gozaimasu. Hi. Hey. Wow. Oh, ngầu vậy. Chúng ta. Okay,
gentleman first again. Ở Nhật có một cái quy luật hay khác hơn ở các nước là gentleman first. Hi, arigatou. Hi. Please help. Em không cần anh, em có thể tự xuống. Hi, arigatou. Hi.